Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh GX2 Tiểu Long Du Ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hiện tại thì bây giờ là buổi trưa rồi, vừa đi làm về anh em ạ. Thì Long có vào ba ác này, một ác này, đấy. Ác thứ hai đó là ngăn kiếm này, đấy, anh em nhìn chưa? Và ác thứ ba đó là hiến vũ tiên, đấy, nó chạy vòng vòng này, anh em nhìn thấy chưa? Nhưng mà Long thu nhỏ và chắc là anh em không nhìn thấy đâu. Thì là ba cái ác này thì đang ở bên server. Đang ở bên server Địa Long anh ạ. Đang ở bên server Địa Long. Và hôm nay thì Long định làm nhiệm vụ trồng cây cho ba em đó. Trồng cây và ăn em. Hiện tại thì Long đang ra mua xu anh em. Bởi vì xu Long còn rất là nhiều. Vàng còn nhiều và để mua xu. Ra mãi là chẳng thấy ai bán anh ạ. Long mua tận giá là 5 vàng. Đây này. Đây có 3k vàng. 3k vàng kết hợp với trong này này. Trong này này. 3 là 5k đúng không? 3 cộng 2 bằng 5 đúng không? Đấy. Đây là phép tính toán phổ thông đấy nhá. Sau đó đây là còn mấy ca vàng này. Ở đây còn 4 ca vàng này. Đấy, 4 ca vàng là 7 ca vàng đây anh em ơi. Hiện tại thì Long đang có 7 ca vàng. Mà giao xu thì Long giao giá là 5 vàng rồi. Chắc sẽ ai bán cả. Để Long giao lại khác thế nào. Mua xu, mua tiêu giao ngọc đi. Tiêu giao ngọc giá 5 vàng trên 1 xu. Đấy. Trên 1 xu. Ai bán kia? Ai bán kia? Đấy. Mua tiêu giao ngọc giá 5 vàng trên 1 xu. Ai bán kia? Mà chả thấy méo nào giao các bạn. Vâng, thứ nhất là chúng ta làm nhiệm vụ vừa ra xu vừa làm nhiệm vụ trồng cây. Thì Long úp video này sớm nhá, ai có xu thì PM nhá, bán cho Long 1k tiêu giao ngọc. Đây. Vũ Lương Biện Kinh. Vũ Lương Biện Kinh. Mua 700 xu. Mua 700 tiêu giao ngọc. Đây. Đấy. 7535. Đấy. Anh em để tí đợi ý nhé. Và tranh thủ giao dịch cho các khách để trồng cây đấy. Bởi vì chúng ta làm nhiệm vụ trồng cây luôn đó các bạn. Đây. Đấy. Giao cho một cây. Giao cho một cây. Đấy. Đây. Đấy. Cây tư linh chưa? Là nhiệm vụ tranh thủ là nhiệm vụ trồng cây luôn các bạn. Rồi ok. Sau đó là ác thứ hai. Ác ngăn kiếm. Chúng ta trồng cho 3 ác thôi anh em ơi. Giao dịch cho trồng cây luôn. Cho mỗi ác một hạt giống và cây tứ linh để làm nhiệm vụ trồng cây. Đấy. Ok. Sau đó thì chúng ta cất những cái này vào cục cối nhá. Không chẳng may là trồng thêm. Đấy. Trồng. Ôi rồi nhầm. Ok. Chúng ta sẽ trồng nhá. Đứng đây trồng ra máu anh em. Đứng đây chưa quang. Đấy. Chúng ta cài đặt chế độ trồng này. Tự động trồng anh em. Đấy. Ok. Đấy. Trồng 2 cây nhìn lúc luôn. Đấy. Đấy. Chúng ta đang làm nhiệm vụ trồng cây. Và chúng ta sẽ cho ra một ác tiếp trồng. Đó là... Đây, vứt nguyên liệu ra để lấy. Đây.
Một ăn tiếp đó là Nani Kiếm. Và sau đó là ác thứ hai là Thiên Vũ Tiên. Tổng cộng mấy ác này anh ạ? Nói chung là cầm cho 3 ác chính. Hiện tại thì Long chỉ làm 3 ác chính thôi. Thiên Vũ Tiên cũng trồng cây. Được chưa? 3 ác đều trồng cây nha em ơi. Thì để Long đi em ạ kia bán xui nè. Thì nhé để bán cho 700 kim lao ngọc. Vũ Lương Bị Kinh à, ok. Chúng ta trồng cây xong rồi chúng ta sẽ ăn event nhé. Xong rồi sẽ mở. Bởi vì Long có 300 tiêu giao ngọc rồi đây. Đấy. Đấy. 300 rồi. Mua 3700 nữa là thành 1k các bạn. Mà mấy bố này VM mà bảo bán mà trả hết VM lại thì cả. À sắp thu hoạch rồi nha mọi. Trồng cây bây giờ nó nhanh lắm. Để xem là xem nó chế rồi. Đây Vũ Nương Biển Kinh đây. Mà chả thấy đến gì cả. Chúng ta ghép nhé. Từ từ. Rồi, ghép rồi. Từ từ cho trồng cây đấy. Đảm bảo trồng cây. Ghép luôn anh em ơi. Ghép luôn. Ghép luôn này. Ok, các bạn đợi tí, chúng ta sẽ trồng cây đã. Trồng cây xong chúng ta sẽ ăn nhé. Đây là 2 cái đang sắp sửa thu hoạch. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhiệm vụ trồng cây. Đấy, thu hoạch rồi đấy. Nhanh nhanh lên, 18 giây nữa anh em ơi. Đó là sau khi mà đã giao đấy các bạn. Sau khi mà đã giao thì chả thấy ai bán cả các bạn. Không biết là vàng bây giờ mọi người bán bao nhiêu. Long mua với giá 5 vàng. Tương đối là cao đấy anh em ơi. Thôi, kệ nhá, chúng ta sẽ ăn event này. Đây, hiện tại của Long đang tái sinh 891 này. Được khoảng 41% thôi. Bây giờ là 41-42%. Là chúng ta ăn cho lên được cái cấp nào thôi anh em ơi. À, chúng ta sẽ ăn nhá. Đấy à. Đến ít đâu anh ạ. Chắc rất là lâu lên đây. Nào cho cái mật tịch của Ngang Kiếm nào để luyện nào. Đấy. Để đây cho anh. Chúng ta sẽ để này cho nó nhìn dễ. Đấy. Chả được cái gì hot nữa. Ây da, vui to. Ăn tiếp, ăn tiếp. Có nghĩa là chúng ta ăn một cao su không lên được các bạn. Long thấy là này, Long ăn hết 300 su mà lên được có tẹo tẹo. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi má ơi.
sao nó cho toàn cái vớ vẩn đây, toàn này là tiểu nhân sâm đấy nhá, ăn luôn vào bụng. Cái này à, ăn luôn vào bụng. Đấy. Em lên được tí các bạn ạ, từ 41 lên được có 10% mất 300 xu. Ôi. Còn bao nhiêu phần trăm nữa? Năm này, còn là 5 năm này, 65, 75, 85, 95, 100. Cảm ơn. 3, 6, 9. Ôi, mất hơn 1 ca xu nữa các bạn mới lên được. Chỉ chọn là rất là lâu đấy anh em ơi. Ôi trời, mất mạng rồi anh em ơi. Rồi đăng ký nha, đăng sẽ vào màn ạ. Đấy các bạn thấy không? Ăn, ăn 300 xu anh em ạ. 300 xu mà lên được có khoảng khoảng là 13% anh em ơi. Tái sinh đây là thuộc loại tái sinh 8 cấp 91. Đấy. Chắc là tạm thời chúng ta nghỉ ăn đi anh em ơi. Bởi vì lên rất là thấp. Nếu mà chúng ta ăn tiếp thì nó phải mất khoảng 1k2 xu nữa. Chính tỏ là rất là tốn đây anh em ơi. Đây là Long ăn thử thôi. Long định mua đấy, vừa nãy Long định mua một ca su để Long ăn đấy. Nhưng mà thấy tốn quá anh em. May quá cái 300 siêu giao ngọc đấy thì thực sự đó là tiền để đi tàn kiếm được lấy vàng mua thôi đấy. Chứ không phải mình nạp su vào. Mình nạp su vào cũng rất là tiếc đấy. Bởi vì nên phần trăm quá thấp anh em. Thôi bây giờ là chúng ta sẽ lổ pháo anh em ơi. Lổ pháo và đi kho bạc cái thứ đó. Ok, đây, chúng ta sẽ lột phá cho nó. Ba đang đứng đây ở đàn để nhận nhiệm vụ anh ạ. Xem nhiệm vụ hàng ngày này. Nhiệm vụ hàng ngày này. Đấy. Đó là trồng cây đạt này. Đấy. Cái thứ linh đạt này. Cái bạn đã hạt giống này. Trang kế này. Vận tiêu chưa tiêu có này. Thợ săn thì thưởng chưa có này. Thái nhất tháp chưa được. Trang kế tiếp đó là bên cao thì được bao phe là đối phó chiến thắng này chưa xong. Và điểm năng động hiện tại của Long xem. Điểm năng động hiện tại là đây 8k5 anh em ơi. 8k5 thì chúng ta sẽ nhận thưởng luôn nhé. Nhận thưởng luôn này. Đấy chúng ta cố gắng đến tầy mốc 13k. Chúng ta đạt thể sinh 8, à thể sinh 9 cấp 90 nhé. Đấy được hào hiệp vô hạ vũ khí. Đấy Long cố gắng tầy miễn phí. Anh em ạ, tầy miễn phí thoải mái được tài sinh 9. Anh em yên tâm. Và chúng ta nhận thưởng luôn này. Một món kim xà lam anh em ơi. Nói chung là chả có quái gì cả. Quỷ phù à. Để xem nọ Long nhận kim xà gì rồi đã. Không biết là nhận huy chương hay là giày. Anh em đợi tí nhá, đợi tí. Kim xà lam là gọi là kim xốp đây. Anh em có thể dùng được không dùng được. Sau này bọn đi tặng nhà bọn đi phá bảng nhiều lắm. À Long được xét kim xà lam đây anh em ơi. Đây, kim xà 6 đây. Kim xà 6 là cái áo. Thôi lấy kim xà lặng đây. Mặc vào. Đấy, cho nó vào đây. Sao nắm kim xà còn to bằng thế này. Kim xà 6 thì không cho vào bộ. À, Long thiếu cái áo mà. Quỷ phù. Cộng 9 anh em ạ. Đây. Nhận thử mốc 8k5 này. Đâu nhỉ? Quỷ phù phi phong chưa mà ngoa. Để xem lại các bạn, xem là nhận cái nào rồi. Quỷ phù ngoa. Thủy phù trương và có nghĩa là chúng ta chọn dòng đầu nhé. Đây. Thủy phù phi phong các bạn nhé. Rồi ok. Đấy vậy là chúng ta được xét rồi. À đam to phết rồi nhé. Đam 5k3 rồi anh em ơi.
5K3 là chúng ta đi phó bản à... Không biết là được chưa đây. Chắc là tạm. Nếu mà tập trung đánh là chịu khó đánh là máu hổ là chắc là đánh tạm anh ạ. Đấy, chúng ta bước hết vào đây. Cho chân khí có. Nó không cho chân khí, hết chân khí rồi anh em ơi. Đấy, chúng ta đã ở cảnh giới võ hoàng rồi nha anh em ơi. Thế mà không có chân khí để kích đi đâu. Ơn vị, chính cả. Chúng ta sẽ kích sát thương nữa. Mà đấy. Hết chân khí luôn. Nếu mà chúng ta có chân khí thì ác của chúng ta đang nó cao hơn tí. Và sát thương bây giờ là 620 nha. Đấy. Xem nào, xem bốc. Chúng ta sẽ xem bốc. Bốc cao hơn tí nào. Đó là 5,5 nhận thưởng. Đó là bốc 8K5 nha anh em nhé. Bây giờ là chúng ta xem phần thưởng ở gốc 9K5. Uẩn Linh cấp 6, hiệp nghĩa huy chương. À, hàng nhiệm vụ vũ khí. Còn chúng ta xem mốc mốc 13K vô hạ hàng nhiệm vũ khí á. Sao lại hàng vô hạ vũ khí? Chứng linh thú cao một cái, tín vật. À, chúng ta được tín vật. Tín vật cấp 5 một cái. Ôi, mình có cấp 8 này, cấp 5 làm gì. Xem, chúng ta xem điểm cấp hơn, cao hơn này. 15K điểm đối động này. À, một món kinh giờ 6 anh ạ. Vô hạ, hàng nhập lệnh, vũ khí. Rồi, nói chung này chúng ta chưa đủ điểm. Hiện tại thì chúng ta mới được ít á. Xem nào. À, chưa chuyển sinh, chưa ăn được các bạn. Đau. Long sử dụng bao nhiêu cái thiên thiên lệnh nhá. Xem điểm năng động. Xem thiên thiên lệnh là tiêu hao bao nhiêu cái. Hiện tại tiêu 14 cái thôi. Có nghĩa là Long phải tiêu 10 cái nữa. 11 cái nữa. 11 cái nữa thì mới nhận được điểm điểm năng động tiếp theo. Chán ghê nhỉ, chán ghê. Đấy. À, chúng ta cố gắng cày mốc 22K điểm lao động thì chúng ta sẽ đạt cái sinh 10 cấp 96 anh em. Rất là ngon. Đấy. Thôi nói chung là hiện tại thì Long không ăn Erven nữa. Để tiết kiệm anh em. Hay là thử ra bán à. Bán nguyên liệu loại 1 ở 2 siêu gì hãi mua. Nguyên liệu loại 1 và 2 siêu gì ạ. Siêu gì ai mua. Chắc chả mua được bởi vì ai có hết rồi các bạn ơi. Thôi có lẽ là video này Long tạm dừng ở đây rồi các bạn. Long định ăn Evan cho lên cấp 92 đấy. Nhưng mà cảm giác thấy nó tích tiết kiểu gì. Nó lên được quá là thấp. 300 xu mà lên được có 13% anh em ạ. Thì chúng ta mà lên tất cả chỗ này phải mất hơn 1k xu nữa. Thế là kiểu đấy là rất là gay. Thôi tạm dừng anh em ơi. À, tạm dừng là chúng ta sẽ hoạt động đi kho bảng cày kinh nghiệm thôi. Chứ không là ăn event tốn lắm. Và cái số vàng còn lại là hiện tại có số vàng là 5K vàng ấy, thì 7K vàng ấy, thì Long sẽ tích lũy dần để mua khác anh em ơi. Để lúc nào cũng cần thì mua đấy. Bây giờ là không ăn nữa. Event còn rất là nhiều anh em ơi. Nguyên liệu này, chuẩn bị rất là đầy đủ để ăn event. Nhưng mà quá trình là ăn event là thấy lên phần trăm chắc quá là tạm thời tịt anh ạ.
là chúng ta sẽ là dùng vận tiêu này đi phó bản này, rồi đi thái hư đốt pháo này, bắt đầu bắn hoặc là đạp cái nghi chiến này để chúng ta lên cấp, chứ chúng ta không ăn event tốn lắm. Rồi ok, cảm ơn các bạn nhé, chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ, bye bye và hẹn gặp lại. Và anh em nhớ nhà tối nay chúng ta sẽ live stream từ lúc 7 giờ đến 10 giờ, chúng ta sẽ hoạt động tất cả các loại phó bản. Anh em nào mà xem đang xem hoặc là đang chơi ở bên server Việt Nam thì anh em nhớ xem để chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ nha, bye bye. Và anh em nào xem và cũng thì là các bạn xem các bạn nhớ like ủng hộ và cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye và hẹn gặp lại.